Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một mã máy tạo bọt cà phê Lebelang của Đức nha. Sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 2 năm. Máy pha cà phê này thì có một thân máy và một đầu tạo bọt này, và một đầu đánh trứng nha, và một dây sạc này. Đó. Máy có hai tốc độ đánh, và cái đầu này thì chúng ta có thể rút ra ấn vào rất là dễ dàng nha. Sản phẩm chuẩn chính hãng Lebelang của Đức, bảo hành 2 năm này. Bao check code mã vạch đầy đủ. Đó. Máy kêu rất là êm nha. Rồi ạ. Hàng rất là đẹp, hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.